Nó cũng phải zoom lên thì mới rõ mặt. Ở đây của mình cũng đang có cái ô rồi. Đây là nắng chiều, và chiều khoảng 4 giờ rồi các bạn. Đây là anh Sáng Văn Hoàn, hôm qua em chỉnh tóc. Vẫn đang đi đấy nhá. Đây đi ra đi để chỉnh các tóc đi. Tự chỉnh đi nhá, tự chỉnh các tóc đi. Bởi vì máy đang ghi vào bộ nhớ cho các bạn xem. Đây, con cam đây. Này là cũng nhìn hết sân rồi. Mình chỉ treo tạm thôi, không lắp cái kiểu là lắp để cho ánh sáng ngoài ngoài sân thôi. Quay các hướng đi, góc nào xem cho nó rộng nhất. Em đứng ở dưới đỉnh đấy luôn đây. Đứng đúng đỉnh này để quay xuống xem cam nó có nhìn được mình không. Đứng đỉnh này luôn. Cứ hẳn ra đây, chính giữa này. Ủi, nó còn nhìn được vào cửa ấy. Ui giời, thế cửa. Đấy, đây, nó được cái góc này rất là thẳng tắp luôn. Chỉ có những C8C, C8C kép, C8PF hoặc con này mới có thể nhìn đỉnh xuống đây các bạn nhé. À, nó nhìn từ đỉnh xuống luôn đây này. Nó nhìn thấy đỉnh chỗ này luôn. Được, và góc quay là 340 độ, trừ cả cái đoạn độ bị mắc motor đi. Đó. À. Nhìn cả vào cái chỗ cửa hàng này luôn. Ừ. Đây là góc dọc. Thế nó đang dọc xuống quay nó đi mà đây. Nó đang cắm đầu xuống để quay nó lộn lên này. Nói chung là góc cũng rộng. Con này thiết kế bốn đèn này giống y xì những cái mắt dao vua cổ ngày xưa ấy, giống vãi trưởng, hai flash ban đêm sáng đèn và hai cái đèn hồng ngoại. Đấy. Bật các chế độ đèn liếc của nó lên xem nào.